Đoạn clip một nữ phạm nhân song ca cùng nữ ca sĩ Thu Hằng gần đây bỗng gây sốt trên mạng xã hội. Sau đó, dân mạng đã truy tìm danh tính nữ phạm nhân thì bất ngờ biết được cô gái này từng gây ấn tượng khi tham gia Thách Thức Danh Hài trước đó. Mới đây, video một nữ phạm nhân hòa giọng cùng quán quân solo cùng bolero Thu Hằng với ca khúc Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng gây chú ý trên mạng xã hội. Cô vừa hát vừa tương tác với Thu Hằng và các phạm nhân khác nhận được sự cổ vũ nhiệt tình. Đoạn video sau khi được chia sẻ lên mạng đã thu hút hơn 4,4 triệu lượt xem với rất nhiều bình luận. Nhiều khán giả bình luận nữ phạm nhân tự tin, hát cảm xúc như ca sĩ chuyên nghiệp. Được biết, đây là buổi diễn mang Xuân về trại giam của Đàm Vĩnh Hưng, Thu Hằng, Vũ Hà, Hồng Ngọc tại trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai. Nữ phạm nhân trong video gây sốt tên là Phùng Thị Thắng. Phạm nhân Phùng Thị Thắng năm nay 29 tuổi, quê gốc Bắc Giang, bị tuyên án 19 năm tù vào cuối năm 2021 vì tội cướp tài sản. Cụ thể, trưa ngày 10 tháng 10 năm 2020, Phùng Thị Thắng sử dụng hai trái nổ tự chế, bình kho lửa, chai xăng uy hiếp các nhân viên của một ngân hàng quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh cướp 2,2 tỷ đồng rồi tẩu thoát. Khi trốn vào trung tâm thương mại, dự định mua nhẫn kim cương, Thắng bị công an phát hiện và bắt giữ cùng tang vật. Tại cơ quan chức năng, Phùng Thị Thắng khai nhận hành vi vi phạm pháp luật. Cô nói rằng mình vào thành phố Hồ Chí Minh để lập nghiệp và mong muốn làm giàu. Cô tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế nhưng không có được kết quả thành công. Vì hoàn cảnh nợ nần chồng chất nên cô nghĩ đến việc đi cướp ngân hàng để trả nợ. Khi ra tòa, cô lý giải hành vi phạm tội là làm theo giấc mơ và nhằm xác thực lại giấc mơ. Trước khi phạm tội, Phùng Thị Thắng từng học hai trường đại học, tham gia sáng tác nhiều bài hát cho một số nghệ sĩ nổi tiếng. Nữ phạm nhân còn từng là thí sinh trong một số game show truyền hình như Thách Thức Danh Hài, Lọt Chung Kết Z-Pop Dream Việt Nam 2019, Chạm Tới Ước Mơ. Trong đó, đặc biệt nhất Phùng Thị Thắng từng gây ấn tượng khi tham gia Thách Thức Danh Hài. Đây là chương trình đã phát hiện ra nhiều gương mặt ấn tượng trong làng hài kịch. Với motif cho phép những người dân bình thường có khiếu hài hước đăng ký tham gia, trong thời gian quy định nếu khiến ban giám khảo bật cười thì sẽ nhận được tiền thưởng. Phùng Thị Thắng trong chương trình này đã để lại nhiều ấn tượng khó quên trong lòng khán giả. Năm 2019, Phùng Thị Thắng bước lên sân khấu chương trình và giới thiệu bản thân 23 tuổi, có khả năng ca hát, làm ca sĩ tự do kiêm sáng tác nhạc. Đặc biệt, Thắng còn tiết lộ mình có thể hát bằng 7 thứ tiếng khác nhau. Khi được yêu cầu hát một bài, giọng ca của cô gái thi Thách Thức Danh Hài đã khiến khán giả trường quay bất ngờ và nhận được lời khen ngợi của Trấn Thành, Trường Giang. Tuy nhiên đáng tiếc rằng Phùng Thị Thắng không thể tiến xa trong chương trình. Cô dừng cuộc chơi khi chưa chạm được số tiền thưởng cao nhất. Bên cạnh Thách Thức Danh Hài, Phùng Thị Thắng từng xuất hiện trên sóng nhiều chương trình khác. Cô từng lấy biệt danh Kang Pi tham gia Tình Yêu Hoàn Mỹ và tỏ tình với Win, cựu thành viên nhóm nhạc 365. Các video nữ phạm nhân từng tỏ tình ca sĩ Win khi tham gia game show vẫn được khán giả quan tâm cho tới hiện tại. Tuy nhiên, cuối năm 2020, Phùng Thị Thắng đã bị bắt giữ vì tội danh cướp ngân hàng. Khoảng một năm sau, cô gái thi Thách Thức Danh Hài bị tuyên phạt mức án 19 năm tù giam vì hành vi phạm pháp của mình. Thời gian này, Phùng Thị Thắng đều cố gắng cải tạo và thực hiện bản án trong tù. Nhiều người thể hiện sự tiếc nuối, mong cô cải tạo tốt, sớm hòa nhập cộng đồng.